bệnh viện người ta có công ty trật tự, sao mà đứng chở đi thị cũng ra là à, làm gì cái công lương có nghỉ, trong cái bò là làm hoài à, bệnh quản chứ mới chết mà làm quá vậy. Chị ta
cô và các bạn đã quan tâm